kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, đây không phải đợt rét kéo dài nhất trong nhiều năm qua của khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vì theo thống kê, đã có những đợt rét kéo dài 10 ngày xảy ra vào giai đoạn của tháng 2 và tháng 3 năm 1996. Ông Hưởng thông tin, đợt rét này có khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 3. Sau ngày 2 tháng 3, các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần khi các khối không khí lạnh suy yếu đi. Theo vị chuyên gia, sự xuất hiện của đợt rét này không phải là bất thường bởi tháng 2 là giai đoạn chính đông của khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, khoảng thời gian của đợt rét này kéo dài 7 đến 8 ngày cũng là điều đặc biệt. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, theo thống kê trong 10 đến 15 năm gần đây, ít có đợt rét đậm, rét hại diện rộng nào kéo dài từ tháng 2, kéo dài đến cả tháng 3 trong 7 đến 8 ngày. Nền nhiệt của đợt rét này cũng tương đối thấp, vùng đồng bằng nhiều nơi đã xuống dưới 15 độ C, vùng núi nhiều nơi xuống dưới 13 độ C với mức rét đậm ở vùng đồng bằng, mức rét hại ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ. Trong tháng 3, dự báo xu thế nền nhiệt chung trong cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Với xu thế nền nhiệt cao như vậy thì cơ bản trong tháng 3 vẫn còn những đợt không khí lạnh ảnh hưởng. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh ảnh hưởng mạnh như giai đoạn vừa qua ít có khả năng xảy ra. Dự báo đợt không khí lạnh đang tác động có cường độ mạnh trong ngày 1 và 2 tháng 3. Từ ngày 3 tháng 3 trở đi, không khí lạnh suy yếu, vùng thấp phía Tây sẽ mở rộng nhanh về phía Đông, thay thế dần khối không khí lạnh này. Từ ngày 4 tháng 3 trở đi, khu vực Bắc Bộ nắng ráo, khu vực phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên hoặc vùng núi của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra nắng nóng cục bộ. Trời lạnh khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm, những người thể trạng yếu, chưa kịp thích nghi thời tiết rất dễ bị nhiễm bệnh. Đợt không khí lạnh mạnh tràn về đột ngột khiến Bắc Bộ chìm trong mưa rét, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 15 độ C. Theo các chuyên gia Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, trời lạnh khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng, sức đề kháng giảm. Những người thể trạng yếu, chưa kịp thích nghi thời tiết rất dễ bị nhiễm bệnh. Một chứng bệnh có thể xảy ra khi trời lạnh là đau nhức xương khớp. Người cao tuổi, phụ nữ sau tuổi 35 hay bị đau nhức xương khớp khi trời lạnh, mưa rét. Khi mắc chứng bệnh này, toàn bộ các khớp xương đều đau nhức, nhất là buổi sáng dễ bị cứng khớp, khó cử động hàng giờ. Do đó, mỗi khi trời trở lạnh, có mưa gió, những người bị bệnh đau xương khớp cần chú ý mặc ấm, đi tất ấm, nhất là sau khi ra mồ hôi. Hạn chế ra ngoài khi trời lạnh có kèm theo mưa phùn vì sẽ làm tình trạng bệnh nặng hơn, thay quần áo bị ẩm ngay và lau khô người, chân, tay. Phụ nữ nông thôn khi trời lạnh, khớp xương cấp, không nên lội nước, lội bùn, nếu phải lội cần đi ủng để chân khô ráo. Sẽ hạ thân nhiệt cũng là chứng bệnh mà người dân cần lưu ý khi trời trở lạnh. Hạ thân nhiệt là khi cơ thể còn 35 độ C, người già, trẻ nhỏ, người bị say, rượu, ma túy, suy dinh dưỡng, tim mạch, thiểu năng tuyến giáp có nguy cơ bị hạ thân nhiệt cao. Nguy hiểm của hạ thân nhiệt là nạn nhân không biết, chỉ tới khi mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, rùng mình thành đợt, da tái xanh, đồng tử giãn và mất tỉnh táo là đã mất ý thức. Do đó khi trời lạnh, thấy ai đó run lẩy bẩy, nói lắp bắp, da lạnh, xám, nhịp thở chậm, mệt mỏi, mất phối hợp động tác nên giúp họ quấn chăn và đốt lửa sưởi cho tới khi cơ thể ấm lại. Mùa lạnh, người có bệnh tim mạch chuyển biến xấu hơn, nguy cơ suy tim, đột quỵ tai biến tăng cao hơn 15% so với các mùa khác. Người già khả năng miễn dịch và tính chịu đựng cơ thể kém nên rất dễ mắc. Người có cuộc sống căng thẳng, ít vận động, nghiện thuốc lá, rượu bia, ăn uống thiếu khoa học, người béo phì, tiểu đường đều dễ bị đột quỵ và ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Do đó khi trời lạnh, mưa rét, người già và những người có nguy cơ đột quỵ cần chú ý giữ cơ thể luôn ấm áp, tránh bị gió lạnh ập vào người khi mở cửa. Hãy giữ chế độ sinh hoạt hợp lý, tình cảm tâm lý ổn định, tránh những xúc động hay chấn thương quá mức hoặc căng thẳng, stress để thích ứng với môi trường, giảm bớt nguy cơ đột quỵ. Ăn uống hạn chế mỡ động vật, muối, tránh rượu bia, thuốc lá, ưu tiên ăn rau củ quả, năng tập thể dục, vận động phù hợp sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ sẽ làm nhiều người bị dị ứng, đặc biệt người có tiền sử dị ứng như hen phế quản. Sự sụt giảm nhiệt độ mùa lạnh và chênh lệch giữa ngày và đêm giảm độ ẩm không khí còn gây các chứng khác như khô nể, mẩn đỏ, ngứa ngáy.
Để giảm thiểu sự trầm trọng của dị ứng, cần loại bỏ món hay gây dị ứng, giảm đồ ngọt, rượu bia. Để phòng bị dị ứng da, hãy bôi kem dưỡng ẩm và vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Khi chưa tìm rõ nguyên nhân bị dị ứng thì dùng thuốc gì cũng cần có tư vấn của bác sĩ. Mùa lạnh phổi rất dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trẻ em. Bệnh diễn tiến nhanh và nặng, có thể dẫn tới tử vong. Dấu hiệu là ho khan, ho khạc đờm, đờm màu trắng đục, màu xanh, vàng, đôi khi ho ra máu, có thể tức ngực, sốt, khó thở, nhịp tim nhanh, sức khỏe yếu đi, mệt mỏi, đặc biệt bị nặng ngực cần đi khám ngay, tránh biến chứng. Để phòng bệnh viêm phổi, cần mặc đủ ấm, ăn đủ chất trong những ngày chuyển mùa, nhất là trẻ em. Rèn luyện sức khỏe để tăng cường sức đề kháng, nên mặc áo giữ nhiệt, áo đông xuân dày để lưng không nhiễm lạnh. Bên cạnh những lưu ý về các chứng bệnh có thể gặp phải đi trời trở rét ở con người thì đối với sản xuất nông nghiệp, người dân cũng cần chuẩn bị những việc để đảm bảo không bị thiệt hại về vật nuôi và cây trồng khi thời tiết chuyển biến xấu. Cụ thể, người dân cần lùa cho bò thả rông về tập trung vào chuồng trại hoặc những khu vực dễ triển khai các hoạt động phòng chống rét cho châu bò. Bên cạnh đó, chủ động che chắn chuồng trại, tránh gió lùa và chuẩn bị vật liệu để đốt lửa sưởi ấm cho gia súc gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp. Làm vệ sinh chuồng trại để đảm bảo sàn chuồng khô ráo, sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng, chống rét tốt. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, cần gia tăng mực nước ao nuôi ở mức hợp lý để hạn chế việc nhiệt độ nước ao nuôi giảm quá thấp, gây sốc nhiệt hoặc làm giảm sức đề kháng cho tôm, cá. Trong thời tiết lạnh, tôm cá thường giảm mức tiêu thụ thức ăn nên cần theo dõi mức thức ăn thừa để giảm mức thức ăn tránh cho thừa thức ăn gây ô nhiễm ao nuôi. Khi nhiệt độ có khả năng xuống quá thấp, cần chủ động che chắn gió cho ao nuôi, phủ vật liệu lên bề mặt ao nuôi hoặc thả vật liệu nổi trên bề mặt ao nuôi để hạn chế giảm nhiệt. Mọi người dân cần theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến của mưa rét để chủ động trong phòng tránh và bố trí hợp lý các công việc trong sản xuất và đời sống. Nếu miền Bắc vẫn duy trì hình thái thời tiết lạnh vào trong những ngày tới, thì tại miền Nam, thời tiết lại hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 10 ngày đầu của tháng 3, thời tiết phổ biến tại Nam Bộ là nắng nóng và không mưa. Riêng những ngày 2, 5 và 7 có khả năng có mưa rào nhỏ vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam, 33 đến 35 độ C ở miền Tây. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 0 đến 5mm, đây là mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Sau 10 ngày giữa tháng, thời tiết Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, nắng nóng với nhiệt độ cao nhất đến 37 độ C xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông và ven biên giới Tây Nam trong nhiều ngày. Rất ít khả năng có mưa trái mùa, nếu có chỉ là mưa không đáng kể. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khoảng 10 ngày cuối cùng của tháng, thời tiết Nam Bộ phổ biến không mưa. Một vài ngày cuối tháng có khả năng có mưa vài nơi với lượng nhỏ. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C ở khu vực miền Đông và một vài nơi ở miền Tây. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về dự báo xu thế nhiệt độ trung bình tháng, nhiệt độ của tháng 3 cao hơn so với trung bình nhiều năm, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Theo đó, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 28,5 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ C, miền Đông có nơi 37 đến 39 độ C, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông phổ biến từ 23 đến 26 độ C, miền Tây từ 24 đến 27 độ C. Còn dự báo xu thế lượng mưa tháng 3 thì tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, mưa trái mùa rất ít đến không mưa, một vài ngày khả năng có mưa vài nơi do tác động của đối lưu nhiệt địa phương nhưng lượng mưa hầu như không lớn. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện nhiều đợt trên khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam. Ở các khu vực khác của miền Tây, nắng nóng diện rộng cũng xảy ra nhiều đợt và dài ngày. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, trong tháng 3, rất ít mưa hoặc không mưa, cần đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, các trung tâm khí hậu trên thế giới dự báo trạng thái El Nino đang suy yếu dần và khả năng chuyển sang pha trung tính trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6. Sau đó là thời kỳ La Nina hoạt động mạnh dần. Các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng 3, 2024 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!